Vâng, kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn trở lại với kênh ô tô tại Đồng Nai. Hôm nay video của mình xuất bản vào dịp cuối tuần nên là mình không có nói về các chi tiết trên xe nữa. Nhưng câu chuyện này thì mình nghĩ rằng là hầu hết các bạn là chúng ta đều gặp phải. Và hy vọng rằng qua video này các bạn sẽ có một cái nhìn đúng hơn khi mà chúng ta sở hữu một chiếc xe tải. Thì đầu tiên là mình kể cho quý vị các bạn một câu chuyện trước cái đã nha. Thì người khách của mình thì anh mới bảo dưỡng 20.000 cây xong. Thì thường thường tất cả những khách hàng của mình là mình đều khuyên là sau khi bảo dưỡng 20.000 cây thì anh nên là thay cái mayơ này các bạn. Cha mở bánh trong đây đó, tháo nguyên cái này ra và cha cái mở bánh trong cái ốc mayơ này. Bởi vì khi mà cái xe mới sản xuất á, bao giờ nhà máy người ta cũng chỉ thoa một cái lớp mỡ rất là mỏng trên các cái bạc đạn đó. Thì nếu mà các bạn chạy một lâu ngày á, mà các bạn không để ý thì nó dẫn đến là nó cháy, nó hư bạc đạn. Thì cũng may vừa mình mới nói thì xe anh chạy khoảng 20 mấy ngàn cây đó. Thì mình mới nhờ bạn của mình là một thợ sửa xe này, bạn mình lên thay, nói chung là tháo ra và ra mở bánh cho anh. Thì cũng vừa may bạn mình nói là nếu mà khách của ông mà chạy thêm vài ngàn cây số nữa là thay luôn bạc đạn, bởi vì nó gần cháy rồi. Đó. Thì khách của mình là anh chạy xe liên tục. Chung một ngày anh chạy không nhiều, nhưng mà anh chạy khoảng vài trăm cây thôi, nhưng ngày nào cũng chạy đều đặn như vậy. Thì cũng may là anh vừa mới thay xong và chưa bị cháy bạc đạn. Nếu mà cháy bạc đạn thì nó ban giữa đường mệt lắm, cực lắm. Thì sau khi anh thay xong á, thì đến tối hôm đó, khoảng ngày hôm sau thì anh đi, anh cho xe vào bãi. Cái người mà anh biết á, người đó thì cũng chỉ là tài xế thôi, không phải là chủ xe. Người ta mới nói với anh như vậy: xe thì bảo dưỡng làm cái gì, chờ đến khi nào nó hư á rồi sửa, chứ bảo dưỡng chi cho nó tốn tiền. Đó là nguyên văn cái câu mà người tài xế đó nói với khách hàng của mình. Thì người khách hàng của mình ông không bao giờ ông nói là chủ xe á, ông chỉ nói ông là chạy xe giùm thôi. Nhưng mà thực chất ông là chủ xe, tại vì cái tên là lấy tên của người khác, không phải tên của anh. Thì đó là cái nội dung video của mình ngày hôm nay. Cái xe của bạn cứ chạy thôi, đến khi nào mà nó hư á rồi sửa, chứ bảo dưỡng chi cho nó mất công, tốn tiền. Đó là chủ đề video mình ngày hôm nay. Các bạn thấy sao? Hãy cho mình comment ở phía dưới nha. Cái xe chạy cho hư thôi, đến khi nào nó hư á rồi sửa sau, chứ bảo dưỡng định kỳ chi cho nó tốn tiền, tốn bạc ra, nó cũng chắc là không cần thiết. Đó. Theo các bạn, nếu các bạn chủ xe thì các bạn nghĩ thế nào? Còn nếu bạn là tài xế thì bạn nghĩ thế nào? Câu này mình không quy chụp ai cả, mình không nói gì hết, nhưng mà mình muốn lấy cái lời nói đó để mình làm cái video ngày hôm nay. Mình lấy một ví dụ thôi. Ví dụ thôi, một người khách hàng. Ví dụ như bạn đi. Giả sử như bạn chở một cái hàng đặc biệt như là rau củ quả hay là cá đi. Mà cá tươi á, cá còn đang sống á. Mà các bạn gặp ban giữa đường thì sao? Ban nhẹ thì không nói, nếu ban nặng á thì vài tiếng sau mới sửa xong thì sao các bạn ha? Hoặc là nửa ngày sau mới sửa xong, hoặc có khi cả ngày sau mới sửa xong. Thì sao? Một chuyến cá, nếu như một cái xe mà xe nhỏ đi, xe tầm 2 tấn 4 đi, thì một chuyến cá tươi là bao nhiêu tiền các bạn? Nó cũng rơi đâu đó vài triệu, đúng không? Rồi, nếu mà xe lớn 8 tấn trở lên nó rơi vào khoảng mười mấy triệu. Còn nếu xe rau củ quả thì cũng rơi vào tầm đó, mười mấy hai chục triệu gì đó. Vậy thì nếu như xe gặp đường, nằm đường thì sao các bạn? Rau củ quả là coi như vứt luôn,
cá thì chết. Thì cái đấy là sao? Các bạn thấy thế nào? Tính về hiệu quả kinh tế đi. Hiệu quả kinh tế. Như vậy một chuyến xe đó, như vậy bạn coi như, nếu như bạn làm công ăn lương thì có phải bạn chạy nguyên cả tháng bạn mới được số tiền đó không? Rồi đó là một ví dụ, nữa, một khách của mình thôi. Có cái gì lỗi bình thường lắm, chẳng có gì cao xa cả. Xe của anh chở nhựa, nhựa đường, xe ben chở nhựa đường. Thì cái xe ben đó là lúc đó là chở trên đó khoảng hình như 20 tấn nhựa đường. Một tấn nhựa đường nó rơi vào khoảng 1 triệu đến 1 triệu 2, 20 tấn vậy như vậy là khoảng 20 triệu. Thì các bạn biết rồi, nhựa đường, là chắc có lẽ người nào làm trong ngành nhựa đường mới biết. Thì xe của anh là bị hư cái van. Hư cái van chia hơi á, mà nó không ben lên được. Nếu như mà anh lúc đó anh đổ lúc hình như là lúc 4 giờ sáng. 2 hay 4 giờ sáng gì đó. Và anh mới phải cấp tốc anh đi lấy một cái xe khác, lấy cái bộ chia hơi đó, lấy từ một cái xe khác giống như xe của anh lấy sang anh thay cho cái xe của anh. Anh kêu nếu như mà tao mà 6 giờ mà tao không đổ được cái nhựa đường đó ra thì tao ôm luôn cái xe đó là 20 triệu. Ôm luôn cái nhựa đường trên đó luôn, khỏi cần đổ, ôm 20 triệu đó luôn và đền cho bên kia. Đó. Như vậy thì một chuyến xe của anh lời hình như được 3 triệu, 3 triệu rưỡi gì đó cả dầu. Thì như vậy nếu mà cái chuyến xe đó mà anh không đổ được cái nhựa đường đó xuống á thì anh sẽ mất 20 triệu. Mất ngay lập tức. Và cái nhựa đường khi mà nó đã đông lại rồi thì khỏi đổ, khỏi không có tác dụng nữa. Anh nói với mình như vậy. Thì các bạn nghĩ rằng là một chiếc xe mà chúng ta có nên bảo dưỡng hay không? Có nên sửa chữa định kỳ hay không? Hay là để cho nó hư rồi chúng ta sửa? Thì lúc đó đấy là chuyện đơn giản, thì mất tiền nhìn ngay thấy trước mắt. Bạn đang chở một quốc hàng rất là quan trọng, bởi vì xe tải mà, mình chỉ nói xe tải, mình không nói xe du lịch. Thì các bạn sẽ mất cái gì? Lần đầu tiên bạn hứa với khách hàng là anh ơi khoảng 2 tiếng nữa tôi có mặt và tôi sẽ giao hàng cho anh. Nhưng mà xe bạn gặp ban giữa đường, vậy chi mất nửa ngày. Cái lỗi sơ sơ thôi, mất nửa ngày. Đó lần thứ hai bạn lại tiếp tục như vậy. Lần thứ ba, lần thứ tư, chắc không có đến lần thứ ba đâu. Cắt hợp đồng mất tiêu rồi còn đâu nữa mà đến lần thứ ba. Như vậy thì sao? Thì công ăn việc làm của bạn không còn nữa. Mỗi hàng của bạn không còn. Vì sao? Vì chiếc xe của bạn nó hư giữa đường. Bởi vì sao? Bởi vì bạn không kiểm tra nó hàng ngày, bạn không bảo dưỡng, không sửa chữa nó hàng ngày. Vậy thôi. Còn rất 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 nhiều câu chuyện khác mà mình kể thì chắc các bạn nghe nói mình nói nhiều. Nhưng mà rất rất nhiều câu chuyện. Để mình kể thêm một câu chuyện nữa thôi thì mình sẽ đi vào cái nội dung chính. Cái chính. Như khách hàng của mình nhớ hộp số thì không biết là có thay không, nhưng mà mình không biết là thay bên ngoài thì có thay không, nhưng hãng và mình là không bao giờ thay nhớ hộp số. Anh chạy đến khoảng 40.000 50.000 cây thì hộp số nó vỡ vụn ra bên trong rồi, nó vỡ mất mấy cái răng. Nói chung là hộp số đó bỏ tay rồi, chỉ có thay thôi. Và anh nói rằng là anh có thay hộp số, nhưng thực tế nhân viên mình mở ra thì thấy hộp số, nhớt hộp số rất là dơ và nó có nước bên trong. Nhân viên bên mình mở ra thì thấy cái hộp số nó giống như là nó không được thay hay sao á. Nhớt hộp số nó không được thay, nhưng mà anh thay. Nhưng mà thay nhớt hộp số mà nếu mà nó mới thì nhìn nó khác liền. Còn nhớt hộp số cũ nhìn nó khác liền. Thợ người ta nhìn người ta biết liền. Thế là phải thay nguyên cái hộp số các bạn. Có đâu có nhiêu, hình như lúc đó là hộp số mới hình như nó rơi vào khoảng 38 triệu hay 35 triệu gì đó. Kia K190 các bạn, chiếc tân 9 á, nó rơi vào đó ba mấy triệu thôi, nó không có nhiều lắm. Nhưng mà cái xe đó 300 mấy thì ba mấy triệu nó không rơi vào khoảng 10% giá trị xe. Nhưng mà cái xe lúc đó nó chạy được vài 1-2 năm rồi, một năm mấy đó, thì nó thay cái hộp số 20 mấy 30 mấy triệu thì bắt buộc phải thay thôi chứ làm sao nữa. Hoặc thì anh đi mua hộp số bãi đâu cũng phải 18 triệu, 15 đến 18 triệu
hộp số 7 thì thay vô công cán thì nó tầm đó. Đó thì cũng do vấn đề là bảo dưỡng thôi, không có vấn đề, cũng không có gì cao sang hả. Như vậy thì mình thôi mình không kể chuyện nữa. Như vậy thì các bạn có thể nhận thấy rằng tác hại của việc không bảo dưỡng sửa chữa định kỳ nó là như thế nào. Đó, còn cái việc cái xe bạn bảo dưỡng như thế nào thì các bạn đây thì sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số các cái bảo dưỡng cơ bản nhất trên cái xe của bạn thôi. Giống như bạn mình nói, mình làm ra được 10 đồng thì mình cũng phải làm sao mình lo cho chiếc xe mình bỏ ra 1 đến 2 đồng để lo cho nó. Chứ mình 10 đồng mình ăn hết cả 10 đồng rồi sau đó rồi mình chẳng làm cái gì cho chiếc xe mình cả thì đâu có được. Đến lúc đó mình mất cả chì ăn chài, có nghĩa mất vừa bị mất tiền vì đền hàng mà vừa bị mất luôn cả mối hàng luôn. Đó, thì các bạn bảo dưỡng một chiếc xe thì nó đâu có gì là phức tạp đâu. Thì bây giờ mình các bạn hãy cùng xem mình đi một số cái hạng mục bảo dưỡng cơ bản của một chiếc xe. Nó cũng đâu có gì phức tạp đâu. Và nó chi phí nó cũng không quá lớn. Rồi các bạn cùng đây, xem đây nha. Như một chiếc xe này, xe taxi là các bạn, mình nói cho nó dễ. Đó. Để mình mở cái cabin lên. Thì các bạn hãy xem này. Thì cái việc bảo dưỡng định kỳ nó rất là đơn giản. Thì bảo dưỡng định kỳ làm gì? Thì cứ 5.000 cây. Đó, trung bình là xe tải chúng ta cứ 5.000 cây thì chúng ta sẽ thay nhớt này. Đó. Nhớt máy này. Thay luôn lọc nhớt này. Đúng không? Đó. Thay luôn lọc nhớt. Xe này nó có cái lọc nhớt à. Đó. Cái lọc nhớt này thì nó tầm trăm mấy. À, trong hãng thì 150. Tùy loại nhưng mà nó chơi tầm 100 đến 150. Đó, cái lọc nhớt này. Nhớt máy như con này á nó tầm rơi khoảng 7 lít. 7 lít mà 1 lít nhớt bây giờ nếu mà nhớt chuẩn 10 20 W40 á hoặc 10 W40 thì nó dao động khoảng 60.000 một lít. Đó, là nhớt cát chôn á thì nó rơi vào khoảng là 7 76, 42 là 420.000 cộng với cái lọc nhớt nó rơi vào khoảng 500.000, năm cứ cho 520 đi. Đó, 5.000 cây bắt buộc là chúng ta phải thay nhớt máy rồi thay lọc nhớt, thay nhớt máy lọc nhớt rồi vệ sinh lọc gió. Đó, đây là cái lọc gió nè các bạn. Các bạn vệ sinh lọc gió rồi các bạn kiểm tra nước làm mát rồi kiểm tra đây, như đây là bình nước làm mát. Đó, kiểm tra nước làm mát, dầu thắng, dầu trợ lực lái. Đó, là chúng ta kiểm tra hết thì chúng ta châm cái đó, mấy cái đó thì không đáng nhiều hết á. Cái bình nước làm mát bình 5 lít nó rơi vào khoảng 60.000 à. Nước làm mát thì nó rơi vào khoảng 60.000 một bình à. Nó rẻ đâu có nhiều tiền đâu. Mà đâu phải bạn châm một phát là hết cái bình đó đâu. Châm một lần có nửa lít hay lít gì thôi. Hoặc là xe bạn có vấn đề thì mới châm nhiều. Đó, cứ 5.000 cây các bạn làm như vậy. Rồi các bạn kiểm tra các vú mở. Kiểm tra bạn tra các cái vú mở. Rất là quan trọng nha các bạn. Cái xe của chúng ta hoạt động mà bắt buộc phải tra mở rồi. Tất cả những cái chỗ nào có vú mở là bạn phải tra mở vào chỗ đó. Nè. Như cái ác quy dê nè các bạn thấy không. Này rất là quan trọng. Bởi vì sao? Hệ thống lái. Hệ thống lái thì các bạn đang lái liên tục rồi, các bạn phải bôi trơn nó. Đó, các bạn phải bôi trơn cái này. Đó, các bạn phải tra vú mở vào. Tra mở vào những cái này. Đó, đấy là công việc của các bạn. Bảo dưỡng định kỳ. Đó, tra hết vào mấy cái vú mở của mấy cái rô tin này. Đó, hệ thống lái. Chỗ nào có vú mở là các bạn tra. Và các cái rô tin này, các bạn tra mở hết. Mở thì không đáng nhiều, 100.000 à. Ký à. Nếu mà các bạn tra mở mấy cái này nó chỉ tầm 1 ký. Rồi mấy cái trục cắt đăng nè, nó bao giờ nó không có vú mở hết. Các bạn phải tra vú mở hết vào đây. Đó. Rồi kiểm tra nhớt cầu xem nó có bị xì không. Xe này thì nó xài hệ thống phanh hơi rồi. Để không nói cái xe mà sử dụng hệ thống phanh dầu thì các bạn phải xem cúp ben nó có bị xì không. Cúp ben pha thắng á. Đó là 5.000 cây. Đó là định kỳ. Như vậy thì cái nếu một chiếc xe bình thường,
cả công cán thay nhớt thay, rồi kiểm tra thay mỡ rồi bôi mỡ, rồi kiểm tra các cái thiết bị trên xe thì nó rơi, nếu mà các bạn mà các dòng xe mà tầm 5 tấn đổ lại nó tầm 1 triệu lại thôi, triệu, triệu mấy, triệu 2, triệu rưỡi gì đó tùy dòng. Nếu mà dòng 2 tấn thì 2 tấn rưỡi thì nó chỉ có hết khoảng mấy trăm ngàn, 300-400 ngàn thì nhớt thôi. Thì thường nhớt nó chỉ tầm, nhớt máy nó chỉ tầm 5 lít 5 lít rưỡi, cái lọc nhớt là trăm mấy nữa, vậy chia nó chưa tới 1 triệu, 5 ngàn cây thì chưa tới 1 triệu. Nhưng 100 cây số các bạn đã tính khách hàng đã tính chở hàng là bao nhiêu tiền rồi đó. Thì mình ăn 10 phần thì mình bỏ ra cho xe mình từ 1 đến 2 phần thì sau này nó mới bền bỉ, rồi nó phục vụ mình được tốt, nó ít hư hỏng vặt trên đường. Rồi đến định mức 20 ngàn cây, 20 ngàn cây thì các bạn thay nhiều hơn. 20 ngàn cây thì ngoài lọc nhớt, thay nhớt động cơ, là lọc nhớt động cơ ra thì các bạn thay thêm như cái này. Nó này là lọc dầu thì các bạn thay cái loại lọc bên trong. Lọc dầu thì nếu mà cái như cái lọc này thì thay nguyên bộ thì nó mắc. Nguyên cái bộ này này nó phải triệu, 1 triệu mấy, 1 triệu. Người thay nguyên cụm này 1 triệu, nhưng mà thay cái lõi trong đây, thay cái phần này thôi thì nó chỉ tầm mấy trăm ngàn à, 200-300 gì đó. Nếu mà dòng xe cao cấp thì nó mắc tiền á, cái lọc nhớt nó lọc dầu nó mắc tiền đó. Rồi các bạn thay luôn dầu, lọc dầu thô đây này, ở dưới đây nó có cái lọc nè các bạn, đây đó là các bạn sẽ thấy thay cái lọc dầu tinh, lọc dầu tô, lọc dầu tinh. Rồi các bạn thay nhớt hộp số, nhớt hộp số, rồi nhớt cầu đó, nhớt cầu dưới đây, rồi tiếp tục tra mở và một cái hệ thống khác nữa đó. Mà 20 ngàn cây các bạn thay thế như vậy thì cơ bạn 20 ngàn cây cũng vậy. Rồi các bạn nếu mà xe mới thì 20 ngàn cây hay xe mới cũng vậy, các bạn phải vệ sinh sạch cái mayơ này cho các bạn tra mở mới lại. Các bạc đạn nó di chuyển lâu ngày á, thì nó sẽ làm gàm mất cái tác dụng của nhớt, mỡ bò nó có khả năng bị cháy gì đó, nó làm mất tác dụng mỡ, nó không còn khả năng bôi cho bạc đạn nữa, thì các bạn vệ sinh làm sạch đó. Thì cái định kỳ 20 ngàn cây thì nó thay hơi bị nhiều, nó thay nhiều hơn như các dòng xe nhỏ á, Kia K3000 thì nhớt hộp số nó rơi vào khoảng 2 lít rưỡi, nhớt cầu ở đằng này thì nó rơi vào khoảng 3 lít, mà nhớt hộp số với nhớt cầu thì nó rơi vào khoảng hơn 100 ngàn một lít. Vậy như vậy khoảng 500-600 ngàn cái nhớt cầu và nhớt hộp số cho cái dòng xe K3000 đó, là cái dòng xe 2 tấn 2 tấn 4 đó. Đó thì nó rơi vào khoảng đó. Rồi các bạn kiểm tra thêm nhớt hộp số nhớt đấy. Như vậy thì nhớt thì nó rơi vào khoảng 5 lít thì 300. Cái lọc nhớt lọc ấy nó khoảng tất cả các lọc luôn khoảng 1 triệu. Vậy với nhớt này hồi nãy mình tính là khoảng 600 nha, 600-300 mà còn 2 triệu đúng không? 2 triệu rồi công cán này kia nó rơi khoảng 2 triệu mấy đó. Thì nó có thể nhiều hơn. Thì các bạn nếu mà xe các bạn hư cái gì nó thay thế thì nó tính công tiền hơn, chứ còn chi phí bảo dưỡng thì nó chỉ rơi vào khoảng đó thôi. Mà 20 ngàn cây, mà 20 ngàn cây thì các bạn kiếm được bao nhiêu tiền rồi. Thì các bạn chích một ít ra, chúng ta luôn luôn phải có một số cái tiền để chúng ta giữ lại để chúng ta bảo dưỡng cho chiếc xe của chúng ta, để mà nó kiếm cơm cho mình, mà xe tải là để kiếm cơm chứ không nói gì nhiều hết ạ. Không phải xe để du lịch, để đi chơi, là công cụ để kiếm cơm, thì chúng ta chích lại một phần đó để bảo dưỡng sửa chữa cho nó. Đó, nếu mà bạn mua các dòng xe xịn như Kia, Hyundai thì các bạn cứ thay bảo dưỡng như vậy là các bạn chạy thôi, nó không còn phải sửa chữa nhiều. Còn nếu các bạn mua các dòng Trung Quốc thì nó tính công sửa chữa thì tính riêng, nhưng mà bảo dưỡng thì nó nhiêu đó thôi. Đó thì video này của mình thì mình cũng nhân tiện mình nghe được cái câu chuyện như vậy thì mình làm cái video này thôi, chứ mình cũng không có chủ dập ai cả, mình không có quy chụp ai cả. Nhưng mà mình muốn chia sẻ cho quý vị các bạn rằng là chiếc xe của mình á,
mình nó kiếm lại tiền cho mình, nó kiếm cơm cho mình, kiếm lại lợi nhuận cho mình, thì mình phải bỏ chích ra một phần để mình bảo dưỡng, mình sửa chữa nó, mình bảo dưỡng định kỳ cho nó, thì nó lại tiếp tục nó kiếm cơm cho mình đó. Thì nó thuận lợi, thuận cả hai đôi đường đó. Chiếc xe chúng ta vừa ngon lành chạy, vừa chạy được kiếm cơm cho ta, thì ta lại nhận được thêm môn hàng. Rồi chúng ta làm ăn đàng hoàng thì chúng ta lại nhận được đơn hàng, thì chúng ta lại có xe, có tiền đó, thì chúng ta lại mua được chiếc thứ hai, thứ ba, thứ tư đó. Nhưng mà chúng ta phải biết yêu nó, bảo dưỡng nó, định kỳ nó, để cho nó hoạt động tốt, nó ít hư hỏng vậy thôi. Nhà mình khỏe rồi đó. Nói chung chiếc xe ít hư hỏng là khỏe. Xe tải thì bắt buộc nó phải hư, bởi vì nó chạy nhiều nó phải hư. Nhưng mà việc hư ít hay hư nhiều đấy là do mình nữa nha các bạn. Thì video này mình chỉ mong chia sẻ là quý vị các bạn cái vấn đề đó thôi. Thì các bạn nào có có cái thắc mắc hoặc là có ý kiến gì thì cứ comment phía dưới mình, dưới video của mình. Thấy mình nói nhiều quá thì cũng comment phía dưới, mày nói nhiều quá, nói tào lao quá cũng comment luôn đó. Thì sau này mình nói ít lại, hay có thể là mình nói tập trung lại. Nhưng mà video này mình nói cũng thấy nó hơi dài, bây giờ nó cũng phải mười mấy hai chục phút rồi. Vâng, thì các bạn nhớ nhá, mình nhắc đi nhắc lại vậy thôi. Thì mình kiếm 10 đồng thì chích cho nó 1 đến 2 đồng để bảo dưỡng sửa chữa định kỳ cho nó nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video lần sau.